mà mình có một bộ skin là cái áo tuxedo này cũng khá là đẹp rồi đó, nhìn khá là lãng tử là đằng khác, nhìn giống giống này mà kiếm thêm một cái gì đó cà vạt hay gì đó là nhìn đẹp trai liền. What the fuck? Đó một nồi luôn. Có thằng kia có nón nón kiểu sao ta, món mũ nồi á, mũ nồi nhìn đẹp á. Ok, vô trận nè. Giờ chuyện cho mình chuyển sang mình bắn AK. Không bắn cái kia nữa. Lấy xem có vài thanh niên chạy ra chỗ này. Đặt trước cho ăn. Có thanh niên nào nhảy rào á, vượt qua đây thì mình cho ăn hành hết. Ủa nhưng mà có vẻ nó không qua. Đi quay lại mình lấy. Nó bắn qua bên đây rồi. Để chạy hướng này thôi. Kiểu là đi một lớp. Đó, một nồi luôn. Đâu rồi, hết rồi. Ồ, team mình xử vãi, nhanh vãi luôn á. Nhanh đến độ mà không thể nói được luôn. Ê, bạn hiền. Ôi. Nhiều lúc mà mình không thích cái nút mà nó chuyển qua chuyển lại, nhiều lúc mình có hay bấm nhầm hoài luôn á. Còn khác nữa kìa, nó đang lên nữa kìa. Ok. Cứu nó đi, mình đang tới bắn thằng này cho. Knock out ngay. Nhưng mà chưa giết đường nào hết á. Ê, có thằng kia nữa kìa. Xin mà sao quá. Có lẽ mình lần sau để mình cầm cái... Sao baby? Sao? Muốn nói chuyện gì? Bắn bạn tao mày. Ồ nó chết luôn rồi, thằng này bị kia bắn dơ quá. Bắn liên tục luôn cho nên chết rồi. Không cứu kịp. Buồn quá. Đồng đội ơi, ê anh đang tới. Ê cái sợi dây này có vẻ hơi khoai. Đấy có vẻ mình tới là cuộc vui nó tàn mẹ rồi. Chạy hết trơn rồi. Chạy qua đây nó quay trở lại chỗ mình mới ghê chứ. Đó acid nữa. Đừng nói knock out cũng acid nữa nha. Đâu rồi cho tôi giết một thằng nào đó. Đợi tí bro ơi. Bro, where are you bro? Vô thấy đỏ đâu rồi mà. Cái gì? Má. Con mẹ mày. Đó. Ôi bắn rác thế. Ôi đông vãi. Hồ, hồi nãy chúng ta vẫn còn giữ được cái mạng của chúng ta. Sao không đặt mìn? Ó, chuẩn luôn. Chúng ta còn 13 viên vậy. Đó, chuẩn mẹ nó luôn. Hết đạn rồi ta. Ý không cho sao chúng ta còn một ó, phải mua cái này nè, đó. Thanh niên trốn kỹ vậy thanh niên. Trốn kỹ vãi luôn á. Ơi, sao nhiều quá vậy. Ôi, đông quá mình không đỡ không kịp. Mà nên cái lúc đầu mình cứ tưởng cái gì đây. Để coi. Đào 6 đứa, chết 7 đứa chung chỉ là do mình hết đạn. Chứ không mình nó mới còn đạn mà còn sống dài luôn á. Có điều là lúc đó không có chỗ nào để lấy đạn được hết á. Kỳ vãi. Ủa cái đó đâu rồi ta? Nhìn trên đây. Đúng rồi. Lên em ơi, lên. Sao kẹt rồi. Tụi bên kia tập trung bên kia nhiều quá nên mình móc lớp rồi đó. Nhưng mà sao mình cũng sợ mình bị móc lớp lắm ba. Vừa mới nói luôn.
Ồ, nghĩ sao vậy bạn? Ha ha. Cười cho nhẹ ha ha. Ồ ồ ồ. Ồ, móc lốp là phải có trình. Trình móc lốp. À, shit là thế đéo nào. Ôi, chết đã nằm lạc hướng rồi, cái nó nằm ngược lại hướng kia. Ôi. Ơi, cái quái gì vậy? Sao động quá vậy? Chúng ta vô ổ luôn rồi. Địch bà nó. Má thằng kia mà không xuất hiện nữa là thôi má, mình đập thằng kia chết rồi. Hết tiền rồi. Nhưng mà sao có súng 800 nữa là mình quánh được, không kéo được con kia rồi. Ồ, thanh niên chơi lầy đâu rồi? Lầy lắm luôn. Té dập mặt. Cái này gọi là té dập mặt hả con? Té dập mặt nè. Đâu rồi? Sao muốn chơi lầy với anh mày hả? Đó, dính cái gì đây? Knock out đào ngay. Sao tụi mày cứ ăn kéo mình hoài vậy ta? Knock out nốt. Bỏ giờ này knock out luôn. Đồ, 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 đồ. Ghê vậy bấy, ghê vậy. Ghê vậy. Ồ, ồ, có đồng chí hả? Ồ, chưa chết hả mày? Còn thanh niên nữa kìa. Ồ. Ôi, sao low ammo rồi? Tụi đông quá mà đạn mình không có nhiều. Ô, rác thế. Rác vãi. Ơi, ơi, bậy quá. Ôi, thằng gì đó không? Không, thằng đó đồng đội mình. Mà có vẻ như là cái gì đây? Đúng rồi, đánh nó. Ô, knock out, down ngay. Giờ mình phải đi lụm băng đạn. Đó, đúng rồi, này gọi là xử đẹp. Wow. Tại sao khi mà mình đã vừa tìm được băng đạn thì bị thằng quần què này bắn? Má, mấy thanh niên đầu chọc mình chúa ghét luôn. Đã đầu chọc là không được đẹp trai nữa chứ. Thật là lầy. Bên mình sao nhiều sidekick quá vậy? Đó là một dấu hiệu tốt, chúng ta bắn được 31 rồi, bên kia mới bắn được 20 thôi. Đâu sợ bên đây có thằng nào nữa xông ra nữa. Giống nãy là hơi kỳ luôn á. Đau. Tao chạy vô. Chết rồi, còn nhảy thêm phát ra được đằng sau nữa chứ. Đau ngay, không đau mới lạ. Rồi thắng. Trời ơi, mới đứng top nữa. Ngại quá đi thôi. Ê chết mẹ. Nhảy xuống dưới rồi. 15, 14, trời ơi chỉ số quá hay. Không thằng nào có thể đi lại gần mình được. Má 15 mà knock out 14 luôn. Level 5, chuẩn mẹ nó luôn rồi. Chuẩn quá đi rồi. Chuẩn quá. Ok. Unlock boy. Giờ nó phải còn thêm mười mấy ngàn nữa chứ tôi mới lên level 7. Thì nếu mà cứ mỗi level thì nó unlock cho mình đồ súng này nọ hay sao á, mình không biết là vậy. Nghĩ là vậy thôi. Hình như là unlock súng cho mình đây. Ô đó, chuẩn luôn. Carbon head SR7.
Để thử cái này coi, không biết cái này nó như thế nào. Revolver. Càng lúc là càng nhiều súng để mình xài nè, đó. Asper Chaseable Mystic Gear Mine đi. Asper Chase Heavy Baroque. Mình muốn cây súng phóng lựu. RPG đi. Psychic Brody đó, chuẩn luôn. Add Booster nè, Helping Hand. Đâu rồi? Down but not down. Để mình thử cái lockdown mới coi. Nhỏ này đi. Có lẽ nó sẽ giúp anh mình hơn. Được, cái nhỏ này đẹp. Nhỏ này hình như là bạn hay gì đó của thằng nhân vật chính, hay là chị cho người thân gia đình gì đó, mình không rõ nữa. Nhưng mà đẹp, phải đỡ rất là đẹp. Và như thế mình biết là cái trong phần Uncharted á, là cái thằng kia đừng có đi du thám cái kiểu nữa, nhưng mà thằng này vẫn cứ đi, và cái kết cục của nó là ở phần 4 này. Thấy coi. Đù, có nòng ngắm luôn. Vãi quá, quá vãi. Cây này bị cái bắn xa thôi. Bắn gần thì nó zoom lên, nó khó, hơi khó nhìn một tí. Bắn hit fire đảm bảo khó trúng, nhưng mà biết sao giờ. Lại map này nữa. Ơi, mình nhảy hơi quá đà đó. Má, mình nhảy hơi quá đà. Vãi đạn thật. Ồ, sao team mình chết ghê vậy? Knock out ghê vậy? Địch bên kia quá trời luôn, để mình chạy ra hơn bằng sau móc lớp kìa. Móc lớp đi, móc lớp đi. Đâu rồi? Ồ, có vẻ có vùng chiến sự đang căng. Rất là căng. Ồ, nhưng mà bên đây có vẻ cây mình có lợi thế hơn nhiều, tại nó bắn xa. À, xít nữa. Hết đạn rồi. Ê, không ngờ luôn. Ây da, trời ơi. Má, nãy giờ mới với mồ chết hai lần, chết lần nhắm địch nữa chứ. Má, giữa làn đạn, crossfire. Ôi, sao này cho bò vậy? Chưa chết nữa mày. Được cái đại đó thôi rồi. À, chắc là này nó sẽ có thằng đạp rồi. Ôi, một bay luôn. Ôi, một bay dưới này luôn. Đáng lẽ trời ơi, nó đánh hội đồng rồi. Rồi đánh chứ, vãi thật. Má, một bầy hội đồng rồi, bị team mình hội đồng rồi. 12-2 rồi team nha con. Để coi mày chỉ cần nhú cái đầu lên thôi, đó, đào ngay lập tức. Cái này bằng cái bắn OB, khi mà lần xa các bạn sẽ thấy nó rất là OB. Sao thanh niên này chết chưa? Chưa chết thì để anh. Có người giúp sao? 4 giọt hả trời ơi. Má, đào bài nhưng mà nó cao có 1 thôi. Càng thê. Có vẻ như cái class này vẫn không hội tụ được cái đỉnh cao như class hồi nãy. Nhưng mà được chắc là có RPG nè, đó. Giờ mày chết chắc với tao. Đâu, chạy lại đây đi. Anh mày cho một phát RPG thẳng mặt. Wow. Đó, nghĩ sao bắn lại anh mày. Còn nào nữa không? Tùy nghi lắm hả, có hai thằng lận. Low armor, không sao. Còn 8 viên vậy. Cái này bắn được cái bắn ngon, nhưng mà đạn nó ít quá ít.
Thằng kia là sidekick thôi chứ phải người. Cho nó một ăn một quá RPG cũng hơi phí. Thử đây rồi, đều mới thấy thằng kia không biết thằng kia. Đạp quá cái nhẹ. Mình lên đây. Chắc nó chạy vô cái hầm này rồi. Nghĩ là vậy. Biết ngay. Đó, Master Downer. Vô đạn ngay, vô đạn. Ôi giờ phải đi tìm đạn nữa chứ. Hơi thật là căng não. Sẽ có cái gì xài được không? Không có rồi. Hơi có nút nào mà auto loot mà không cần phải chạy vô chỗ đó không? Má mình rất là cảm kích luôn á. Má chứ cái kiểu này thì hơi khó. Ây da. Con trai quánh không lại con gái luôn rồi. Bút nó chanh. Ây da, đâu ra thêm thằng nữa vậy? Má nó không giết được nó rồi, tục quá đã. Tục quá ba, hồi máu đây nè. Không sao, giết thằng này đi. Rồi, thanh niên kia chạy đã mất tiêu rồi. Còn mình đang tìm cách bóc lốp hay sao á. Thằng kia đứng yên vậy. Thấy báo ngoài đằng đây. Vãi vậy bạn. Thằng nào chọi vậy? Có một sidekick ở đây ghê vậy. Mà mình phí đạn nó thì cũng hơi kỳ. Kỳ vậy. À, 7 nó cao 4 à. Trận này không bằng trận trước rồi. Sidekick đi. Hay nhưng mà chúng ta vẫn đang thắng chứ không có thua. Vẫn đang thắng. Cứ đi chậm lại từ từ nhá. Cái này sao tự nhiên cái này có đạn nè. Có gì đó không ổn. Chứ còn nào đó đâu đây. Thế mình chạy ra mình coi thôi. Đó đúng chuẩn luôn. Mới chạy, nó chạy. Ơi! Còn một thằng nữa biết ghê chứ. Mình bất cẩn quá. Ồ, nó bắn rác, chưa rác vãi luôn á. Cho nên tới giúp luôn ta. Nhưng mà mình mò hết đạn vãi luôn á. Thằng kia đang yếu. Đâu, đúng rồi, chuẩn luôn. Thằng kia yếu rồi. Lại quất nó cái là nó chết ngay. Knock out. You serious man? Chết cha rồi. 44 viên. Có vẻ còn hơi ít á. Nhưng sao mình nghĩ là chắc đủ dùng để đủ giết tụi này. Đi móc lớp nào. Không ngờ móc lớp mà gặp phải thằng này mới ghê chứ. Ôi, vừa xuất hiện thằng này nữa chứ. Shut down. Vãi nhưng mà mình hết đạn rồi. Trời ơi, căng quá. Má tiền thì nhiều nhưng mà không biết để làm cái gì hết ta. Ây. Ôi, chết luôn rồi. Nếu mà mình đặt được cái shot ngay chỗ đó là ngon rồi. Shot ngay chỗ đó thì nó phóng ngay kia chạy không kịp luôn á. Ok, để mình cứ để đó đi. Và mua để hờ mà.
Cái gì vậy bạn? Rồi mình còn có thằng kia nữa kìa. Mà lại nhỏ này tỉnh vãi lái luôn, chạy lại cho mình, máu đã gần hết rồi còn cố đá mình nữa chứ. Không ngờ nó em ấy tỉnh đến thế. Knock out ngay, chúng ta phải kiếm kill nhiều hơn nữa. Đó, nãy giờ bắn mà không được cái gì hết. Ê, sao đông quá vậy? Trời ơi, đông vãi luôn. Trời ơi, đông vãi luôn, nó bắn hội đồng mình luôn chứ. Ok, mình 1-8 rồi. Cũng lên được mà quá trời rồi. Không sao, không sao. Anh mày chơi tốt. Sao trốn kỹ vậy? Trốn kỹ quá bạn. Chơi cái trò gì vậy? Chơi cái trò gì vậy? Wow 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 wow, cái gì bắn vậy? Ồ, thắng rồi. Mà chúng ta đứng hàng 3 nha. À, vãi thật. Đồ không nhìn chứ sao coi. 12-9 cũng gần bằng này rồi. Nói chung cái thằng này bên này, thằng bên dưới, thằng An gì nó cũng 12-9 giống mình luôn. Medal Master Downer với Knockout King lúc nào cũng vậy. Cứ 5 đứa là được một cái, mà chúng ta được khoảng 2 cái Master Downer. Rồi Knockout King mấy đứa được 2 cái rồi. Never level 5 rồi. Lot out custom được cái gì nữa ta? Cái này thì bắn rất là ngon ấy chứ. Lot out để chỉnh cái này, chỉnh sang cây RPG đi. Heavy weapon. Ok, add booster. Hát booster. Gear revive, lose chain, deep cover đi. Chỉnh cái này hơn cái heavy weapon luôn. RPG ngay. Bố thích cái này hơn. Add custom, add long gun. Xem còn cây nào mới không. Còn mỗi cây này đi unlock hay đó, hai cây này nữa. Còn như là ok hết rồi đó. Chắc cũng không cần lắm, tại mình không có xài ba cái đó. Ok, giờ vô trận rồi nè. Đúng rồi. Lên đây mà cầm AK đi, nó sẽ hay hơn. AK bắn dễ hơn cái cây này. Và epic hơn nhiều, đó. Thử cái này coi. Cái này mình chưa có thử luôn á. Stress test 11022. Ồ, mấy đang chơi Uncharted mà mời Gata luôn mới ghê chứ. Đã bảo là thấy một chàng spam. Hôm bữa mình cũng đã nói một lần là nếu bạn nào mà add mình cũng chưa hẳn này, cũng chưa hẳn gọi là spam, nhưng mà mình cũng muốn hạn chế thôi. Thằng này sao mới vào đầu trận mà đấy, cho bò quá vậy. Mới vào đầu trận mà chơi lớn rồi sao? Mới vào đầu trận mà đã chơi lớn. Ây, mẹ tục quá. Khô. Cảm ơn bạn gái, nhỏ này đúng nghĩa bạn gái mình luôn á. Lúc nào cũng tới gì mình hết á, cảm ơn nhé. Ok, để mình cứu cái thằng này coi. Coi nhà chúng ta, chúng ta cứu nhiều người cứu cho sẽ nhanh hơn. Đồng đội đâu rồi? Đấy, mới vô mấy thằng kia chơi lớn rồi. Chạy ra giữa trận mid, chạy ra mid luôn á chứ. Wow, nhưng mà con nhỏ kia cũng trâu bò chứ. Có lẽ không cần không? Để mình spawn lại luôn đi. Mẹ đã đánh mình luôn, ghê chứ. Không sao, không sao. Chúng ta vẫn còn trâu bò chán. Không việc gì phải sợ. Ê, nó bắn gì ghê vậy?
còn những 70 giọt luôn, ghê thật. Thế còn nhiều đứa rồi, má đào một đứa nhưng mà knock out 3 thằng. Đó, knock out, ủa sao mình bắn này knock out không vậy? Hồi nãy mình bắn cái đầu lên chắc nó chết luôn hay sao ta? Nhưng mà bắn nhiều lúc mình bắn cái đầu thì nó cũng chỉ mới đào thôi mà. Chả hiểu sao nữa. Rồi. Vậy em ơi, vậy em ơi. Cảm ơn bạn nhé. Bạn đã giúp mình, giờ mình biết lại bạn. Coi như có qua có lại nhá. Đẹp gái luôn. Ồ hú, đâu rồi? Mấy thanh niên kia đâu rồi? Đâu hết rồi? Ồ kỳ ghê vậy. Vì phàn cái tay cầm nó phát ra tiếng. Chắc có cái gì đó đâu đây. Thằng này chết trước luôn rồi. Sao sống lầy quá vậy? Revive assist. Wow. Để mình gọi cái là RPG đây. Cứ để sẵn đi. Đủ tiền mua RPG ngu gì không xài. Cứ để sẵn trong túi lúc nào cũng có. Lúc nào chỉ cần là lấy ra xài thôi. Có bao nhiêu tụi này nó không muốn chạy qua khu này ta? Có vẻ vắng. Mình đảm bảo là tụi nó chạy lên thằng này, nó lên khu này nè. Má mà smoke gì ghê vậy? Smoke ghê vãi. Đâu rồi, bạn gì đâu rồi? Ăn đạn mà vẫn chưa chết sao? Thanh niên đâu rồi? Má nãy công nhận nó chạy cũng chịu khó chạy ghê má. Chơi thẳng nguyên bỏ bom mù luôn, cái bông khói luôn. Che mắt thiên hạ. Đâu để coi, má chơi thử cái này chơi lớn coi. Má không chết luôn, bãi đạn vậy. Má cái này nó không giống như mấy cái kia rồi. Má bắn vậy mà không chết luôn mới ghê chứ. Đâu chạy mất tiêu rồi. Má lại để nó chạy nữa. Cứ để nó sổng rồi vậy ta. Con mẹ mày bắn tao. Ok. Hình như cái này chỉ mình thấy cái relic á. À, đâu rồi, đâu rồi. Ơi. Ơi có thêm thằng nữa kìa. Đó, chuẩn quá mà. Loot đồ đi em ơi, nó bắn mình không mất một giọt nữa mà. Wow, 620 không biết đủ mua gì ta. Vừa mới thấy có hàng trên nóc xong. Cứ lên nóc xem thử xem sao. Lên nóc. Bên khu sniper vẫn chưa thấy có ai hết á. Và các bạn nhìn nó ghét khu này thiệt chứ không phải đùa. Để coi sao. Nó không muốn chuộng khu này lắm. Knock out ngay. Wow. Hình như cái đó của mình hay sao ta. Hình như là vậy, thằng này là của mình. Bên này của mình. Đó mình cứ tưởng là của người lạ. Knock out sớm cho anh. Ê knock out tập 2 nha bạn. Trời ơi, ây da. Má nó bắn mình mới ghê chứ. Má ác vãi, nhóc ác. Nhưng không sao, mình chơi hẳn một cây nhưng mà hết đạn rồi. Ôi. Lạc quá, mọi luồng mà nó. Vậy là nó tụt FPS luôn chứ. Nhưng mà mình nghĩ vô game chính thức là nó còn phải chỉnh sửa nhiều. Cái này cũng chỉ mới là stress beta thôi. Móc lớp đi nè. Má. Và vấn đề ở chỗ là mình vừa mới móc lớp một thằng đi móc lớp người khác. Má, đều như nhau cả thôi cho nên mình cũng biết nói gì hơn. Ủa má tim mình chơi cái này ghê vậy. Ủa má chơi lớn vậy.
Chơi lớn vậy, ơi chơi lớn vậy, chơi lớn vậy. Nó nên gọi gì đó ra. Đó, này đi, chúng ta để thêm 400 nữa. Đô! 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 Chuẩn quá. Má mình chơi ngay lúc mà mình mới mua luôn. Má vãi thật, ông nội không ngờ luôn, mình không ngờ thằng kia chạy vô nữa chứ. À, 3 knockout to win, sắp thắng rồi. À, với cái tốc độ mà đánh ghê như mình thì thắng là chuyện bình thường. Hay thảy vô cái nhẹ, thằng nào xông qua là chết nha con. Tại thấy có báo động rồi đó. Oh, wow. Sao cái con này lần sau nó làm ơn nó thiết kế cho con này, nó có thể nó bỏ cái súng xuống và nó cứu mình đúng không ta? Vì có lẽ cái súng nó không muốn chịu bỏ xuống. Hay, thôi kệ, đá cũng đá hụt nữa. Không sao, sidekick đi. Bố mày đủ tiền mua sidekick rồi nhá. Còn khoảng 3 đứa là chúng ta thắng rồi. Rồi, 2 đứa. Còn 2 đứa là thắng rồi. Xuống em. Em có việc phải làm nhá. Nhưng mỗi lần mình mua cái gì đó, nếu mà đồ sidekick này nọ vân vân á, nếu mà mình mua thì nó càng lúc nó càng giảm. Ở lộn, nó càng tăng cái giá tiền lên. Đó là lý do tại sao các bạn nên giết mẹ nó cho rồi. Chứ đừng có mà nó ao đao nữa kìa. Ơi còn một thằng này nữa thôi. Thắng, thế chưa? Mình là thằng ghi điểm cuối cùng luôn. Chuẩn mẹ nó luôn. 13, 16. Trời, mình cao điểm nhất trong đám luôn mà trong khi mình có 4 đứa rồi đó. Mà 13, 16 quá nhiều luôn. Không, 13, 16 cũng lạ. Ok, và có lẽ hôm nay đây là cái tập cuối của mình rồi nhé. Và mình rất là mong cái tựa game này ra mắt trong tháng 5 sắp tới. Hoặc là nếu mà có một cái buổi beta nữa, mình sẽ chơi ngay lập tức. Lần trước tháng 12 á, là nó cũng đang một buổi beta của tựa game này, Uncharted 4. Và bây giờ nó cũng đã một cái buổi nữa là bây giờ. Nhưng mà hiện tại là bây giờ cũng đã chủ nhật rồi. Nếu mà tính theo giờ Mỹ thì nó vẫn còn khoảng thời gian ngắn nữa. Nhưng mà mình nghĩ là mình quay tới đây thôi. Và có lẽ mình sẽ hẹn các bạn, nếu có buổi beta nào tiếp thì mình sẽ quay tiếp. Hoặc là nếu không thì có lẽ là mình sẽ đợi đến ngày ra mắt luôn. Đây đầu tiên mình phải nói là mình không thể bỏ qua được. Rất là hay. Và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể. Bye bye.